Xin chào mọi người, thì hôm nay Duy với Huệ có cuối cùng anh em ở Starbucks của The Big Stand. Thì hôm nay anh em cuối tuần cà phê sẵn đi review một dán, có thể nói là tại giờ PR nó rất là mạnh. Đúng. Dạ, tại vì dán này là của một cái chủ đầu tư rất là lớn, Capital Land, tức là De La Son. Thì sáng nay hai anh em ngồi chia sẻ với nhau về câu chuyện dán này có đầu tư là có đáng để quan tâm. Thì vô cái bài chuyện. Cao cấp ấy, thì anh muốn hỏi Duy một vài câu được không? Cái thị trường cao cấp hiện tại luôn ấy, mà thiên về cái mảng chung cư ấy, thì nó có phù hợp với nhiều người ở giai đoạn hiện tại hay không? Dạ, là ý anh hỏi về cái thị trường đúng không? Đúng rồi. Dạ, thì em cũng may mắn là làm trong thị trường nhà phố đi thương cao cấp khoảng một thời gian ấy. Thì trước đây khi mà mới vào ngành ấy, thì em cảm thấy từ Việt Nam mình khá là chuộng các sản phẩm giá vừa vừa, chất lượng vừa vừa. Dạ, thay vì chọn một sản phẩm cao cấp giá cao đó. Nhưng khoảng 1-2 năm gần đây em thấy thị trường bất động sản cao cấp hay còn gọi là triệu đô thì, chia sẻ thật mọi người là lượng tiền mặt của khách hàng Việt rất nhiều và cái tiềm năng sinh lời của bất động sản cao cấp thì nó rất là cao. Thì thấy cái xu hướng hiện tại là đang thay đổi dần, và không chỉ mảng chung cư đâu, không chỉ bản nhà phố biệt thự hay là đất nền này nọ, các sản phẩm này, giá trị cao và đặc biệt là cái luxury bất động sản như vậy, và đặc biệt là những cái bất động sản cao cấp như vậy, thì em nghĩ người khách hàng đang quan tâm rất nhiều và tiềm năng sinh lời nó sẽ cũng cao hơn các chung cư giá rẻ hơn tầm trung. Tại vì số lượng hiện tại chung cư giá rẻ tầm trung chia sẻ thật với anh Huệ là rất nhiều. Thì cũng may mắn là mình làm được trong thị trường này và mình thấy được như vậy, và cũng may mắn là được anh Huệ mời đi review một dự án của một chủ đầu tư lớn, một dự án cao cấp bày giao phương này. Và cái này em thấy nó rất phù hợp với một thị trường vũ tư, thị trường tư sản phẩm khi nhận nhà đầu năm 2024 đúng không? Thì mình có thể cho thuê luôn. Dạ. Coi như là sách vali vô thôi. Đúng rồi. Như không cần sách bây giờ, lúc đó là ký hợp đồng cho thuê. À, là lúc đó mình sẽ đi sách cho khách luôn. Đúng rồi. Tại vì em thường em làm với những khách hàng cũ của em là những cái việc cho thuê về sau là em luôn hỗ trợ khách hàng. Luôn hỗ trợ khách hàng về sau. Là mong dự án này cũng có duyên làm việc với vài khách hàng. Tại vì sản phẩm rất là đẹp. À, anh thấy về cái hình thức số lượng căn ở đây luôn á, là về số lượng nó cũng hạn chế, chỉ đâu đó có 870 căn cho đợt mà bán lần này, với cả luôn là nó có nhiều hình thức căn. Ồ, có 200 mấy căn thôi, 200 mấy đầu rất tốt luôn đúng không? Chính xác, rất tốt rồi. Với lại ở đây luôn thì anh thấy cái dự án này luôn thì nó có 2 ngủ, 3 ngủ, rồi nó có những căn như là 3 ngủ nhưng mà lại là có 2 chìa khóa. Chính xác. Đó, nói chung là chi tiết luôn thì chắc phải nhờ Duy phải điểm qua vài thông tin cho. Cái đó là thông tin em mới gọi là lượm lặt từ chủ đầu tư Jenny Riffing thôi. Nhưng hôm nay là chắc cùng anh Huệ và khách hàng mình đi tham quan cái dạng căn. Tại vì đây là cái căn rất là cái xu hướng. Tại vì em nghĩ là luôn có khách hàng vừa hỏi em, khách hàng vừa cho thuê em, khách hàng vừa đi ạ. Đây là sao? Cái phương hợp chưa ok. Thank you.
Ủa đây đây đó hả? Đúng rồi. Đây là cái căn ba ngủ mà hai chìa khóa. Đúng rồi. Không biết anh phải sao chứ đây là cái mẫu diện gần mà em thích tại De La Son. Thì thiết kế nó rất hay. Khi đi vào mình sẽ có hai lối đi. Lối vào là lối này. Rồi, đây gọi là một cái sảnh chung. Sảnh chung. Thì hay nhỉ. Nó sẽ có hai cửa, một cửa đi vào một cái căn hai phòng ngủ mà một cửa đi vào một cái căn studio kiểu vậy, riêng. Mà cái này anh thấy nhìn tới ba cái toilet luôn hả? Đúng rồi. Qua ba toilet. Anh có một bà khách giống như kiểu là chị phải thích là ba phòng ngủ là phải ba toilet. Chứ hai toilet chị cũng không thích nữa. Em nghĩ giống như em chia sẻ với anh chị phân khúc cao cấp á. Ừ. Chủ đầu tư họ thiết kế cho cái này cao cấp. Dạ. Nó sẽ phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng. Coi như là tất cả sự tiện nghi là phải được đặt lên trên hàng đầu. Em thấy xu thế bây giờ là dual khi thì rất nhiều. Không chỉ chung cư đâu, mà còn những dự án resort em làm, những dự án nghỉ dưỡng Centara, cái dự án ở Hồ Tràm. Các chủ đầu tư quốc tế đa số thì họ áp dụng cái dual khi nhu cầu ở và cho thuê luôn luôn đi song song. Ok, chắc mời mời anh chị cùng với Hoài và Duy mời mọi người vào để thử xem cái căn này có điều gì đặc biệt nha anh chị. Em có nghe cái cửa mà ngay tại cửa cánh sổ len ngay tại lối số là cửa chống cháy anh nè. Điện ra bàn giao mọi thứ em ứng từ đó chứ không có dạng là chìa khóa đâu nha. Cắm bây giờ rồi anh, là bây giờ anh cứ thích đi về đúng không, là quẹt một phát là mình vào nhà. Chứ bây giờ anh thấy cũng có một số chủ đầu tư họ vẫn xài cái cửa mà cái phải bấm 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 á. Ai mua nhà của Vin thì sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Ok. Nó sẽ có đi chứ đó. Ok. Mời Duy, mời anh chị. Thì đây là một cửa đầu tiên của mọi người. Thì đây một dạng căn studio. Cũng để cho mọi người cảm giác á, đây là lần đầu tiên em đến đây luôn. Dạ. Dạ, nhưng có cái em coi layout trước rồi. Thì để cho mọi người thấy được cái cảm giác thật của Duy như thế nào để mọi người cũng có thể cảm nhận được. Và mong sẽ một ngày mời mọi người lên tham quan, trải nghiệm. Thì rất là gọn gàng mọi người. Thiết kế rất là hay. À, đây là một cái dạng là một cái phòng studio. Dạ. Nằm trong một cái căn ba phòng ngủ. Ừ. Cái này luôn thì anh nghĩ là ví dụ như cá nhân anh đi nha, anh muốn đầu tư cái căn này thì anh sẽ ở bên đây thôi. Còn lại bên kia hai phòng ngủ anh cho thuê. Đúng rồi. Thì họ đang làm đây dạng như một cái văn phòng làm việc. Thật sự làm đây một cái giường á. Cái giường single. Mình ở đây rất là hợp lý. Quan trọng luôn là mình mua mình ở bên đây xong bên kia mình lại mình cho thuê. Thì dòng tiền của mình có thể phân bổ nó sẽ đều, nó ổn hơn. Ở mỗi một giai đoạn. Kiểu giống như giờ em như thế còn độc thân nè. Thì kiểu mình không có nhu cầu ở nhiều. Kiểu studio vậy là nó vừa đủ luôn. Mình sẽ cho thuê hai phòng ngủ. Đó. Nhưng mà với cái thiết kế của Capital Land, của dự án De La Son lần này á, thì anh thấy là ở trong cái phòng studio nhưng mà không gian nấu bếp đồ nó lại rất là tiện nghi và nó cực kỳ tối ưu luôn nha. Chắc là mời mọi người xem thử xem cái khu vực bếp ngày hôm nay có điều gì đặc biệt nha. Wow, chào mọi người cùng với Huệ và Duy nha. Mọi người đi vào đi thử xem trong cái khu vực bếp của một cái căn studio ở đây nó có cái gì. Và nãy chị cũng nói mọi người rồi thì chủ đường sẽ bằng nhiều nội thất. Chúng ta sẽ có bàn giao bếp bếp trên nè, bếp dưới nè. Đó. Nói chung bài mình sẽ giao full cho mọi người. Chơi cái tủ lạnh ra. Tủ lạnh thì em biết là chủ đầu tư để cho mọi người tự lựa chọn. Đó. Trong quá trình mà họ thiết kế đó thì tất cả những cái gì mà một cái căn hộ bình thường mà cần á thì ở đây là chủ đầu tư đều đặt để cho nó rất là tiêu chuẩn. Và có thể nói luôn là một điều là mặc dù là bàn giao nội thất nhưng mà nó rất là giá trị nha anh chị. Tức nghĩa là tất cả những cái gì đó họ đặt vào đây là đúng chất của một căn hộ hàng sang. Bởi cái giá trị của cái chủ đầu tư mà họ muốn đem đến cho khách hàng. Và một điều đặc biệt là căn studio nhưng mà phòng tắm thì vẫn có được là phòng tắm riêng, toilet riêng luôn. Anh chị đi vào đây xem thử. Em thấy rộng luôn rồi. Rộng không? Luôn nha. Ok. Rồi ghê quá. Đó. Như cái camera của mình không có được room góc rộng á. Nhưng thực sự rất rộng. Với một căn studio mà như vậy là làm rất là vừa phải luôn. Và green toilet là bằng nhau full nha mọi người. Lavabo nói chung là full tắm đứng tất cả, kính tất cả mọi thứ. Full chất lượng nữa.
Rất đẹp anh chị ạ. Và đặc biệt anh có thể yêu thích nhiều. Thì ở đây giống như em đang ở khách sạn rồi. Nếu mà mình ở khách sạn thậm chí chuẩn 5 sao nha, thì cũng như vậy thôi, cũng tất cả như vậy thôi. Và cái tông màu này họ làm rất là sang. Thật ra anh thấy họ làm rất thông minh. Giống như ai là kiểu là đã từng đi du lịch ở Nhật thì sẽ thấy luôn là ở Nhật thì cái diện tích nó sẽ không có đủ lớn. Mà những cái gì đó họ đặt để đây luôn thì nó đều rất là khoa học. Kiểu như là nó bé nhưng mà em thấy là cách bố trí của chủ đầu tư cho một cái căn studio như thế này luôn thì em thấy là quá hợp lý. Em hay đi gặp khách hỏi coi chung cư vòng vòng rồi hỏi chỗ nào để. Bây giờ để rất là hợp lý. Để rất là hợp lý. Đấy. Mà rất là nhiều tủ nha, mọi người thấy con gì rất là nhiều tủ. Ở mà cỡ 2 người là dư. Thôi mày. Thật ra là với một cái căn studio nhưng mà cái việc mà sử dụng kính full từ dưới lên trên á, nó sẽ tạo cảm giác cho cái căn studio bên đây nó sẽ rộng hơn, thoáng hơn rất là nhiều luôn. Và thật ra anh thấy là Capital này họ mạnh không chỉ đơn thuần về pháp lý mà về thiết kế của họ luôn cũng cực kỳ chuẩn chỉnh. Vì chủ đầu tư nước ngoài á, thì họ làm thực hiện về pháp lý tất cả mọi thứ họ phải làm đúng quy trình. Mà nói chung là anh bước vô đây luôn là anh thấy cái cửa mà xài hệ thống cửa mà thẻ từ như hiện tại luôn là anh cực kỳ thích rồi. Ngoài ra còn xài một số cái công nghệ khác đó như là e-com các kiểu. Còn đây là cái cửa thứ hai. Cái cửa thứ hai nha anh chị. Dạ. Ok chắc bây giờ gọi đi một xin chứ mọi người khó tiếng Anh hơi khó bắt mày anh chị và anh chị khách hàng không có rành thì đưa một xin là dạng hai cửa đi nó nôm na như vậy nha. Mời anh chị vào thử xem coi ghế trong cái cửa thứ hai bên đây nó có điều gì đặc biệt. Cái này phải so sánh anh Huệ, nhưng sự chung cư gần nhất em đi là bên Vin thì sự đây nó họ làm nhìn khá đẳng cấp. Thật ra thì Vin thì phù hợp với cả là khách nhu cầu bình dân hơn một xíu. Vin thì đã thấy. Còn thật ra thì với những khách hàng nào đã từng yêu mến về Capital Land á thì sẽ biết là Felix and Vista nè, hay là The Vista An Phú đó, DeFi đó, thì sẽ thấy luôn điểm mạnh của Capital Land là về thiết kế, về hệ sinh thái, uy tín. Và một điều quan trọng gì biết ở Capital Land là gì không? Là giá trị gia tăng về từng quý, từng tháng, từng năm. Thường phần lớn tất cả những dự án mà Capital Land để lại luôn á thì đầu tiên là giá trị về thời gian. The Vista An Phú cũng đã hơn 10 năm rồi nhưng mà em nhìn em đi em quay lại em nhìn thấy không? Tất cả những cái chân đế là tăng đều dần. Anh nghe bạn anh phân tích dựa trên cái nhu cầu thực tế cho thuê tại tại quận 4 hiện tại luôn á thì là dự kiến là với quý 1 của 2024 nha. Thì sẽ bàn giao De La Son này. Thì dự kiến giá thời điểm đó luôn thì một căn 2 phòng ngủ dao động là từ 30 đến 35 triệu hoặc là hơn. Tại vì thực tế em thấy là rất là dễ đạt được kỳ vọng. Em thấy được The Goldview đi. The Goldview hiện tại luôn là cũng đã sắp xỉ gần 30 triệu rồi. Đấy, còn ở giai đoạn 2024 quý 1 á mà em bàn giao một cái căn full nội thất như thế này luôn á mà giá đó luôn thì rất là easy luôn. Mình còn thêm cái studio kế bên nữa. Dạ, đấy. Ở bên đây luôn thì là phần lớn tất cả những căn đều có tầm view cực kỳ thoáng. Và em thấy luôn rồi đó, họ thiết kế là cái không gian ở bên trong cái khu vực lô gia ở đây luôn nè, cực kỳ rộng. Và cái sự an toàn được đặt để lên hàng đầu. Sử dụng là cái kính cường lực phù hợp cho các bé. Rồi xong ở đây còn làm cái hệ thống inox. Thì nói chung là cái độ bền vững về thời gian là cực kỳ được đặt lên cao. Và kể cả như ở trên đây luôn, họ cũng đặt để những cái lối thiết kế vào bên trong. Thì nói chung là anh thích ở đây luôn là tại vì vị trí rồi mọi cái luôn thì anh về thiết kế là anh nghĩ là ổn mà. Rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nhìn lại cũng biết đó, em có làm thêm một cái mảng Airbnb để hỗ trợ khách hàng cho thuê. Giờ giống như là em sẽ thuê căn của khách hàng lại và em cho thuê theo ngày. Wow. Cái đó là xu thế của nước ngoài. Và hiện tại em thấy Việt Nam, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là nhiều gọi là host, chủ nhà đang làm như vậy rất nhiều. Thì em nghĩ De La Son là một trong những sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng để có thể phát triển cái mảng đó. Và tại vì anh thấy thiết kế rất đẹp,
đẹp. Giống như là sau này chúng ta không cần phải ở khách sạn 5 sao. Nguyên một gia đình mình đi chơi á, mình thuê luôn một cái căn này. Mình thuê một ngày cũng được, hai ngày hay cả tuần cũng được. Thuê càng nhiều thì giá nó càng tốt. Mà mình được một cái chuẩn, em phải nói là 5 sao, 5 sao cộng. À, nhưng mà anh thích, anh vẫn thích ở homestay, ở Airbnb. Ừ. À, nó có một cái cảm giác là... Home. Like a home. Like giống a home. Như kiểu là mình đang ở nhà mình vậy đó. Nhưng mà em thấy một điều là với lại là sau này luôn thì chủ đầu tư Capital Land họ cũng đã đặt để rất là nhiều những cái yếu tố. Ở đây nó có chia thành 4 zone. Là về mang cái hơi hướng về âm nhạc. Jazz, rock, đó EDM. Đó nói chung là khi mà khách hàng họ xem qua những cái video clip, những cái tình cảm, những cái tâm tư của chủ đầu tư họ đặt để luôn thì nó mang cái hướng về gia đình, về những cái sự trải nghiệm, về những cái gì đó nó enjoy với cuộc sống nhiều hơn. Và anh nghĩ luôn là mình lựa dự án mà chủ đầu tư họ có quá nhiều cái tinh tế của họ trong cái lối thiết kế thì nó cực kỳ phù hợp với giai đoạn hiện tại. Là khách hàng họ không ở cái nhà nữa, mà họ ở một cái nhà và nơi đó họ cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Và The Last Zone họ dùng quá nhiều yếu tố. Kiểu nãy giờ anh Huệ chia sẻ kiểu cảm thấy rất là dùng từ da mái ấm, rất là gần gũi. Còn ở bên này nó có một điều đặc biệt nữa nè, anh mời đi xem qua thử xem. Đây là một trong những cái gợi ý của chủ đầu tư với một cái căn bên đây luôn, là có hai phòng ngủ đúng không? Nhưng mà chủ đầu tư thiết kế cái căn này hợp với gia đình trẻ, và gia đình trẻ thì phải có ưu cái việc mà cái sử dụng cho thời gian của cuộc sống. Mời Duy xem thử một cái phòng ngủ đầu tiên, em thấy có gì lạ không? Ở đây nó không phải là phòng ngủ, chủ đầu tư sẽ gợi ý cho chúng ta đây là một cái phòng ngủ nhưng mà sẽ biến thể nó thành một cái phòng làm việc. Tại vì cái căn nhà mẫu này thiết kế dựa trên một cái gia đình trẻ chưa có cháu, thì thay một cái phòng ngủ bình thường là một cái phòng làm việc. Cái phòng làm việc mà ví dụ như ông xã đi, một người chồng có thể ngồi đây làm việc, người vợ có thể ngồi ở đây và đọc sách. Và quan trọng luôn là cái cửa kính ở đây luôn là full panorama từ dưới dài lên trên. Cái cảm giác luôn anh khi anh vào trong cái phòng này đầu tiên á, là thấy được cái sự ấm áp của gia đình rất là cao. Và tất cả những không gian của The La Son á, khi đem đến với những chủ nhân tương lai á, thì họ đều gia tăng tính kết nối của gia đình, làm cho cái không khí nó trở nên ấm cúng hơn rất là nhiều. Tất cả mọi cái. Cái này là chắc cái bên là phòng master đúng không? Đúng, chính xác, phòng master chúng tôi sẽ để anh sẽ dẫn Duy đi xem. Xem cuối cùng đúng không? Dạ. Thật sự đây là một là phòng ngủ nhỏ cũng rất là ok, nhưng phòng làm việc cũng rất hợp lý, tùy vào nhu cầu của mình. Thậm chí em biết vài khách hàng cũ của em á, thậm chí muốn đọc thông hai phòng luôn. Dạ. Một phòng tùy vào nhu cầu của họ là một gia đình nhìn kiểu cảm giác như đi khách sạn 5 sao. Dạ. Không gian sẽ rộng rãi rất nhiều. Cái khung cửa này giống như anh Huệ chia sẻ, khung cửa rất là lớn, làm cảm giác rất là thoáng. Tại vì cái chung cư hồi xưa em ở, em không tiện nói tên, thì cái phần không gian cửa sổ họ phần tường nó nhiều hơn, phần tường nhiều hơn. Thì em thấy xu thế hiện tại cái phần cửa kính này nè, phần cửa kính này phải làm rộng, khách hàng mới thích không gian thoáng. Tại vì có căn 78 m², ở đây sẽ khác căn 78 m² ở chỗ kia, tùy vào cái tầm nhìn và cái kinh nghiệm của chủ đầu tư họ mới những cái này có thể mình nhìn có thể nhỏ nhặt thôi, nhưng em nghĩ đó là một một trong những gọi là khi rất quan trọng để khách hàng có thể lựa chọn. Thật ra anh thấy chủ đầu tư bên đây như họ làm nhà mẫu, nhưng mà kể cả như tường họ cũng dán giấy, và quan trọng luôn là họ có làm chỉ theo chân tường và chỉ trên cái từng khung tường họ thiết kế. Mọi cái anh thấy luôn là Capital Land họ làm khá là chỉnh chu, mà không đơn thuần chỉ có The La Son đâu, các dự án trước kia luôn thì cũng đều rất là đẹp. Và mọi cái đều rất là tinh tế chỉnh chu trong cái quá trình mà họ bàn giao. Mình mà mình bán cho một cái chủ đầu tư lớn uy tín như vậy á, thực sự cũng rất là tiện cho các chuyên viên tư vấn nha anh em mình. Mình tự tin. Tự tin hơn. Mình tự tin hơn. Ví dụ nha, mà bản thân của anh á, khi mà cho anh vào đây xong rồi mình bắt anh lại và hỏi anh là anh đang ở đâu, thì anh sẽ trả lời đây là một khách sạn chứ không phải là một căn nhà.
dạo này có cái trend đó mọi người, thấy buồn chụp hình nhà mình á, mà mẹ nói đi khách sạn, đi khách sạn con đi khách sạn ở đâu vậy? Đấy. Dám đi khách sạn mà chụp hình lên nữa. Thì thật sự cái thai này thì cũng chia sẻ mọi người, gần như là bàn giao đầy đủ hết trừ giường ra. Giường ra là để mọi người có thể tùy vào cái size mà khách hàng chọn, trừ giường ra thì sẽ bàn giao full nội thất, full nội thất và rất là cao cấp nha. Rất dễ luôn, coi toilet này cả. Anh thích cái tông màu bên đây. Anh thích cái tông màu bên đây, nó vừa sang, nó vừa dịu nhưng nó vẫn rất là ấm cúng, cực kỳ sweet tea luôn. Rất là sweet nha. Nó kiểu tại vì như màu đen nè, các màu tối, màu bạc nè, và màu, nhưng nó sẽ không làm cái nhà tối vì nó làm tông với màu trắng á. Sang. Họ phối cái màu nó cũng rất là tinh tế. Và thật ra thì trong một cái căn hộ như thế này luôn á anh chị, chỗ nào mà cần phải làm đá thì chủ đầu tư cũng đã làm đá rất là tinh tế. Rồi chỗ nào cần mà làm gỗ, kể cả như là các khâu về ốp, chân tường, rất chỉnh chu nha mọi người. Kiểu em từng gặp những vị khách nên Huệ đi vào một căn nhà mẫu thôi, chỉ coi toilet thôi. Mà chứ sẽ có vài khách hàng như vậy. Thì em nghĩ những khách hàng như vậy em nếu xem toilet của De La Son nè thì sẽ rất là ưng. Làm dán lên rất là đẹp. Nước. Thật ra bây giờ anh thích các vòi nước đồ đó xài cái tông màu này hơn là cái tông màu inox. Tại vì xét về độ thời gian đó, thì cái màu này nó sẽ không bị biến thể. Đây mọi người, rất là đẹp nha. Này của Rigel. Thật ra về phần nội thất thì họ có thể bàn giao tương tự, nhưng mà về cái style thì seriously. Tủ nữa, bàn giao tủ luôn mọi người. Tủ luôn nha. Tủ nhưng mà cho như khách sạn. Thậm chí em đánh giá cao khách sạn. Đánh giá cao về cái tính thiết kế và cái rất là smart trong cái lối thiết kế luôn nha. Họ tận dụng một cái góc ở đây, nhưng mà mỗi một cái khu ở đây luôn thì đều được đặt để rất là thông minh luôn, tối đa hóa diện tích. Cái này nếu như ai mà có người yêu á, xong rồi vợ mà đi về nhà phát hiện á, kịp thời á, thì nhét người yêu vô đây cũng được nha. Bếp nè mọi người, thì sẽ có bàn giao bếp trên nha, bếp dưới nè, lavabo nè, tủ đầy đủ. Còn gì ta? Bếp từ. À, có lò nướng luôn nha mọi người. Thật sự tính ra với sản phẩm tiền tỷ nó không có nhiều tiền, nhưng cách mà chủ đầu tư họ chuẩn bị cho một cái cuộc sống mà đủ tiện ích ấy, thì nó rất là hợp lý. Thật ra Duy biết ở cái bếp này luôn anh thích cái gì không? Ở bếp này anh có 3 điểm mà anh rất là thích. Đầu tiên đó là hệ thống xử lý mùi đa lớp. Tôi nghĩ là họ sẽ có một cái cánh cửa để ngăn mùi từ bếp và khu vực phòng khách. Đó là cái hệ thống ngăn mùi đầu tiên. Ngăn mùi thứ hai đó là gì? Họ vẫn sử dụng hệ thống hút mùi. Và thay vì bếp ga thì họ sử dụng bếp từ để cái việc mà sử dụng về mùi nó sẽ được tốt hơn. Và một điểm thứ ba nữa là gì? Cái phòng bếp của mình đó, nó sẽ thông qua bên đây. Bếp từ thì bếp ga. Cái này xài bếp từ. Bếp từ thì bếp ga. Bếp từ thì nó còn hệ thống thoát mùi bên đây nữa, thì nó sẽ rất là tốt. Cũng đây là làm một cái thông đúng không? Đúng rồi, nó có phòng thông ra bên ngoài. Và một điều đặc biệt luôn là anh lại thích cái bếp dài như thế này, và được đặt để không gian bếp nó riêng tư như thế này luôn á. Thì thí dụ như người vợ có thể đứng đây và nấu, người chồng đang có khách ngoài kia thì có thể kéo cái cửa lại. Không gian cực kỳ riêng tư luôn. Và các bé, cháu bé sẽ không được đi vào đây nhiều. Tại vì nếu bình thường mình sẽ lock down luôn cái cửa kia lại luôn. Các cháu bé sẽ không có tùy tiện đi vào trong những cái khu vực. Cái bếp này là một cái bếp riêng mọi người. Đó, cái bếp riêng. Ở đây có một cái cửa này. Không gian cực kỳ riêng. Nó làm cái hệ thống mùi á. Nó rất là tốt. Đúng rất rồi, là được, tốt, cực kỳ. Đúng rồi, được ngăn cách. Nãy em cũng thích một cái anh Huệ chia sẻ là đây là dạng bếp dài luôn. Em cảm thấy nhìn nó sướng không á? Nó không bị chật nha. Em không thích dạng L nha. Không, anh cũng như thế. Đúng rồi, nó dài thẳng luôn. Thì giống như là ông chồng đứng ở đây và rửa nha, thì bà vợ đứng bên kia và nấu. Nó không có kiểu mà cảm giác bị đụng lại với nhau á. Anh thích như thế này, nó thoáng hơn cực kỳ luôn. Này chia sẻ mọi người, nếu mẹ mà mình đi coi căn này nè, chắc mẹ mình thích dạng bếp lắm. Tại sự phụ nữ mà
cái bếp là cái mà họ phải sử dụng hàng ngày, gần như hàng ngày. Và đây một trong những có em từng gặp những cô khách hàng vô gặp cái bếp không thích là không mua nha. Chị thật luôn, dù dự án như thế nào gặp cái bếp mà không ưng ý, ưng mắt là say no. Ở đây luôn thì họ có thiết kế luôn cho mình cả những cái tủ đồ khô bên đây. Tủ đồ khô cũng được thiết kế âm tường luôn. Nó sẽ tạo cảm giác cho những gia chủ á là cái nhà theo phong cách là minimalism. Cực kỳ rất là tối giản. Tối giản. Và cái cả như này họ sử dụng hai tông màu chính. Cái căn này luôn là sử dụng toàn là tông màu trầm cả thôi. Bên đó không có. Bên đó không có gì. Sử dụng cái tông màu trầm là toàn là màu của tự nhiên, màu gỗ này, rồi màu trắng, màu đen. Yeah. Nên là nhìn cái căn của mình nó sẽ cảm giác nó rất là thoáng. Đó. Còn ở đây là họ cũng đề xuất cho mình một cái tủ lạnh. Đấy thì thật ra thì tủ lạnh thì không nằm trong danh mục bàn giao. Nhưng mà anh chị nào mà booking cho duy với cả là Huệ trong tháng 12 thì luôn là anh chị sẽ được tặng một cái tủ lạnh. Mà mỗi người gái nha, anh Huệ gái, Duy gái nha. Rồi tặng hết anh chị. Bảo đảm xịn. Yeah. Nói chung là em thấy không, cái không gian bếp mình không quá rộng nhưng mà được tối ưu theo cái hình thức nó già nên cảm giác của mình nó rất là thoáng, cực kỳ thoáng luôn. Và coi như là làm full trần nha anh chị. Em thì em thích cái kiểu như thế này, tức nghĩa là tủ em phải full trần để anh chị các con côn trùng nó không có leo lên trên kia. Đó, đây là một cái mà anh thấy là cực kỳ hợp lý. Ok, rất hay. Đây là một trong những cái điểm mà khi thiết kế nhà bếp á, là cá nhân của Huệ, cái nhà của Huệ cũng như thế luôn, là Huệ sẽ thiết kế luôn tủ là sẽ full trên. Thì tại vì sao, nếu mà mình làm full như vậy luôn á là côn trùng và cái cá như là vầy bụi đi nó cũng sẽ không bám ở một cái lớp trên. Huệ cũng là một người không quá siêng để đi lau chùi dọn dẹp mỗi ngày đâu. Nhưng mà mình tối đa hóa cái diện tích như thế này luôn á thì nó rất là thích. Ở đây họ cũng làm luôn cái cả như là tủ dưới, ngăn dưới với mặt cửa lùa luôn cho anh chị. Đây, rất là ok nha, cực kỳ thích luôn. Nói chung là đi qua cái căn này Duy, em có cảm giác như thế nào không? Nhưng mà riêng anh là anh lại thích. Chắc là anh phải chuyển về Đà Lạt để ở thôi chứ không thể nào mà anh. Ok, anh em mình gom với nhau đầu tư căn ha. Thật ra anh đã có ba khách hàng cùng hùng với nhau mua một căn hộ. Yeah. Em thấy đặc biệt không? Và điều đặc biệt là gì? Phải là thân thiết lắm á. Đúng, chính xác. Thật ra thì bây giờ về mặt pháp lý á, nó vẫn có hợp đồng kêu là gọi là hợp đồng hợp tác với nhau. Thì hai ba người hùng vô mua một căn là bình thường, đâu có gì đặc biệt đâu. Mà quan trọng là em đầu tư một lượt ba người hùng chung á thì cái sự tự tin em nó sẽ tốt hơn. Đây cũng là một cái sự lựa chọn cho khách hàng nếu đang quan tâm về một dự án, có thể rủ bạn bè anh em đầu tư chung. Tại vì thực tế luôn là về cái chính sách đầu tư của The La Son á thì có trả tiến độ thì nó cũng nhẹ lắm. Em nghĩ là cái dự án hình thành trong tương lai đây một cái lợi thế. Và thật sự khách hàng có tiền nhiều á, nhưng để mà trả luôn một cục á, trả luôn một lần một thì nó sẽ cái dòng tiền của khách có thể là chưa có đáp ứng kịp. Thì những dự án hình thành trong tương lai mà riêng The La Son là đã và đang hình thành rồi chứ. Yeah. Không phải là một miếng đất chưa làm móng, chưa phải là móng nữa, đang lên tầng rồi. Và em thấy đây là một cái lợi thế, và khi pháp lý chỉnh hết mà chúng ta sắp được nhận nhà vào khoảng bao lâu nữa ta? Quý 1 2024 là một năm hơn nữa. Rất nhanh. Em nghĩ lúc đó là cho thuê thôi mọi người ơi. Giá dự kiến luôn phải tầm 35 triệu anh chị ạ, cho căn 2 phòng ngủ thôi. Cái căn mà Huệ căn review luôn là căn này là căn 3 phòng ngủ. 30-35 triệu tháng. Rất hợp lý. Không phải là kỳ vọng đâu mọi người. Cái đó là gần như là thực tế vào đầu 2024. Yeah. Với một dự án chung cư cao cấp như vậy. Tại vì như em đang ở quận 2 á, là quận 2 là có thể hiện tại không bằng quận 4 về cái mức cho thuê. Nhưng nó đang tăng dần. Và đây không phải là tăng ngay tại quận 2, mà đó là một cái mức cho thuê chung của một cái thành phố phát triển như thành phố Hồ Chí Minh như mình. Thật ra nếu mà ai mà mua có cái gọi là cái sự tính toán về cho thuê về Airbnb á, thì anh chị sẽ được một cái mức anh nghĩ nó sẽ hấp dẫn hơn. Đúng rồi, Airbnb mình cho thuê ngày á, nếu mình làm cho hệ thống đó thì nó sẽ rất hợp lý. Còn thật ra thì anh nghĩ là Duy hỗ trợ được cho khách của Duy mà. Dạ, tại vì em làm mảng Airbnb cũng 5 năm nay rồi.
thì rất mong là được cộng tác cùng khách hàng. Tại vì khi em làm với khách hàng, em muốn đi một cái long term ấy thôi. Một đi một cái chặng đường dài, chứ không phải bán xong rồi thậm chí đến nhận nhà. Em còn muốn hơn thế nữa. Tại vì em muốn một cái network, chúng ta có thể làm được nhiều thứ cùng nhau. Đó là cái mà em luôn mong muốn. Nãy giờ anh đi lên đây nhà mẫu xong rồi anh thấy là cái sự chỉnh chu nó không đơn thuần nằm ở chỗ mà bàn giao cái căn hộ, mà bàn giao mà chỉnh chu nó từ trong cái khâu mà tiếp khách, rồi không gian nói chuyện. Chắc là sẽ phải dẫn anh chị cùng với Duy đi xem thử xem coi, ngoài những cái khu vực nãy giờ chúng tôi giới thiệu á, nó còn có khu vực ghế sofa mọi cái. Mời Duy. Một cái chung cư mà có đến 50 tiện ích thì khu vực kiên là một trong những cái mà đặc biệt cái đeo, đúng không rồi? Cực kỳ rộng và thoáng luôn anh chị ạ. Và điều đặc biệt luôn là phía chủ đầu tư họ dành đến 2 tầng đế là để làm những khu vực như là phòng gym nè, kid play nè, phòng đọc sách nè, hồ bơi, nhiều cái khác. Nó sẽ không có như nhiều đa số chung cư của Việt Nam là dạng làm shop house, bán shop house. Thì khai thác tối đa. Thì chủ đầu tư sẽ làm tiện ích 2 tầng dưới. Em nghĩ đây là một trong những cái key quan trọng của một cái chung cư cao cấp, mà khi gọi là hướng tới khách hàng là trước, hướng tới khách hàng là chính. Chính xác. Khách hàng, chứ không phải là bán những căn shop house. Tại vì em thấy tình trạng mà người ta thuê shop house, người ta để đó, người ta không có kinh doanh, người ta bán lại. Thì em nghĩ việc thay thế bằng tiện ích và để tập trung cho cư dân, đó là một cái hay. Em nghĩ đó là win-win. Thật ra thì khi họ thiết kế, họ làm những cái điều như thế thì đó là một trong những cái kim chỉ nam trong cái quá trình mà họ đem đến một sản phẩm đến cho khách hàng. Và mọi cái họ đều đã được tính toán trước hết rồi. Còn anh nghĩ luôn là họ đã làm một cái chỉnh chu như vậy luôn thì nó có điều có lý do riêng của nó. Rất hợp lý. Co-working. Thật sự ít chung cư mà có dạng co-working nó làm như vậy anh Huệ. Giống như em chia sẻ mọi người, Duy là người trẻ thì tiền em đi ra cà phê rất là nhiều. Thật sự ra tìm một chỗ mà chưa chắc là tìm một chỗ ưng ý nữa. Co-working là cũng đến Việt Nam chứ cũng khoảng 4-5 năm nay, nhưng chưa phải nói là popular, rộng rãi cho lắm. Thì một chung cư có một cái khu như vậy thì em nghĩ nó rất là đỉnh.